Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ngành thuế nỗ lực triển khai hóa đơn điện tử. Phần chính sách thuế chúng tôi giới thiệu thông tư số 78-2021-TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123-2020-NDCP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng tử. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123-2020 NDCP và Thông tư 78-2021 TT-BTC. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2022. Vậy nhưng ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đảm bảo các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn thuận lợi áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình đã đề ra. ngày 13 tháng 6, Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật quản lý thuế số 38-2019-QH14 để triển khai luật quản lý thuế mới. Chính phủ đã ban hành nghị định số 123-2020-NDCP quy định về hóa đơn chứng từ và Bộ Tài chính ban hành thông tư 78 ngày 17 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thực hiện. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, còn lại toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng thực hiện hóa đơn điện tử. Ngày 21 tháng 11 năm 2021, Bộ Tài chính đã công bố áp dụng hệ thống hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh thành phố, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh và Bình Định. Đây là 6 địa phương có số lượng người nộp thuế chiếm 60% và tổng số hóa đơn phát hành trong một năm chiếm khoảng 70% so với toàn quốc. Đến nay, với nhiều nỗ lực, các địa phương trên đã đạt nhiều kết quả trong triển khai hóa đơn điện tử tới tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Đây là tiền đế quan trọng để Bộ Tài chính tiếp tục ban hành quyết định số 206 quy BTC ngày 24 tháng 2 năm 2022 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Đối với Điện Biên, ngay khi có chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai hóa đơn điện tử, trong đó chỉ đạo các phòng chuyên môn, chi cục thuế tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử tới đông đảo người nộp thuế, thực hiện việc công bố các doanh nghiệp tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Tổng cục Thuế. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp này chuẩn bị cơ sở hạ tầng giải pháp công nghệ thông tin, sẵn sàng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, chữ ký số cho tổ chức cá nhân, người nộp thuế. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh cũng tăng cường cán bộ chuyên môn thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận những vướng mắc khó khăn của người nộp thuế để có biện pháp hỗ trợ kịp thời thực hiện cái sự chỉ đạo của cục thuế tỉnh Điện Biên và chi cục thuế về việc cái triển khai cái hóa đơn điện tử theo cái nghị định số 123 thì đội thuế đã thực hiện triển khai tới các hộ kinh doanh trên địa bàn về việc áp dụng hóa đơn điện tử hướng dẫn và cài đặt dành cho hộ kinh doanh sử dụng một cách thành thạo đối với các phần mềm sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn của đội thuế quản lý các uh, vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được uh, uh, cán bộ thuế của đội sẽ giải đáp một cách trực tiếp hoặc thông qua các kênh như uh, Zalo hoặc là Facebook hoặc là email để với người nộp thuế để tạo điều kiện một cách uh, thuận lợi nhất dành cho người thuế trong bối cảnh công nghệ thông tin thương mại điện tử giao dịch điện tử phát triển và bùng nổ như hiện nay việc triển khai hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu theo đánh giá của các chuyên gia việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử cùng lúc mang lại nhiều lợi ích đối với cơ quan thuế đó là xây dựng được nền tảng cơ sở dữ liệu để thực hiện quản lý thuế trên nền tảng số phục vụ đắc lực cho công cuộc chuyển đổi số đối với cộng đồng doanh nghiệp việc áp dụng hóa đơn điện tử giúp giảm thiểu chi phí in ấn vận chuyển lưu trữ hóa đơn giảm tối đa thời gian làm các thủ tục đăng ký thông báo báo cáo, lập tờ khai sử dụng hóa đơn, phòng ngừa hiệu quả tình trạng bị làm giả hóa đơn. Ngoài ra sử dụng hóa đơn điện tử còn góp phần minh bạch trong giao dịch mua bán hàng hóa cung cấp dịch vụ. Với những lợi ích như vậy nên sau khi được cơ quan thuế tuyên truyền, các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đồng thuận phối hợp với cán bộ thuế chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định bên ngành thuế đang triển khai là các doanh các doanh nghiệp các cơ sở kinh doanh là chuyển sang để sử dụng cái hóa đơn điện tử theo như mình thì thấy khi mà ta chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử ấy, có những cái mà để lợi thế cho bên doanh nghiệp ấy, thì ví dụ như việc sử dụng hóa đơn điện tử thì sẽ giúp cho quá trình phát hành giảm được cái tê, giảm được cái chi phí về thời gian đấy mà doanh nghiệp không cần phải chờ đợi hóa đơn điện tử theo cái đường bưu điện theo cách truyền thống mà chỉ sau một cú nhấn chuột người mua có thể là đã nhận được hóa đơn điện tử cái thứ hai doanh nghiệp không lo về tình trạng thất lạc hóa đơn trong quá trình chờ đợi để phát triển phát chuyển phát hóa đơn việc sử dụng hóa đơn điện tử thì giúp cho doanh nghiệp giảm được chi phí nhiều hơn so với chi phí hóa đơn giấy ví dụ như là về chi phí mực in và chi phí về giấy tờ và ngoài ra còn có cái chi phí chuyển phát hóa đơn cho người mua. Về việc lưu trữ hóa đơn thì không có cái rủi ro mất mát, nhiều nát như hóa đơn giấy. Bên cạnh đó việc sử dụng hóa đơn điện tử thì giúp cho doanh nghiệp giảm cái chi phí thủ tục hành chính. Việc triển khai hóa đơn điện tử bản thân cá nhân tôi cũng đã có tìm hiểu ở trên các phương tiện thông tin đại chúng và sau đó là cơ quan thuế mặc ở đây là đội thuế số 1 đã hướng dẫn và qua cho hộ kinh doanh tôi để sử dụng và chuẩn bị đi vào thực hiện và bản thân cá nhân tôi thì khi đọc qua cả cái chính sách này và bên thuế các anh có hướng dẫn thì tôi thấy rất chi là có lợi ích cho hộ kinh doanh của chúng tôi trong việc quyết toán và sử dụng thuế hóa đơn điện tử như hộ kinh doanh của tôi thì cũng trực tiếp làm việc với bên đội thuế và được đội thuế hướng dẫn sử dụng và tôi nghĩ là trong thời gian tới chúng tôi sẽ nhanh chóng để thực hiện triển khai cái hóa đơn điện tử này để có thể giúp cho hộ kinh doanh chúng tôi được lập cái hóa đơn nhanh chóng thuận tiện để vừa cho khách hàng vừa cho cả hộ kinh doanh chúng tôi. Một yếu tố quan trọng để đảm bảo áp dụng thành công hóa đơn điện tử là các doanh nghiệp hộ kinh doanh phải đảm bảo về cơ sở vật chất như hệ thống máy tính, trang thiết bị, đường truyền mạng. Và khi sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78, các doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi định dạng hóa đơn theo quy định của cơ quan thuế để chuyển dữ liệu hóa đơn cho người mua và chuyển đến cơ quan thuế qua đơn vị trung gian là các đơn vị cung cấp hạ tầng viễn thông. Việc theo Điện Biên là một trong các đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đáp ứng cung cấp dịch vụ về phần mềm hóa đơn điện tử, chữ ký số và đảm bảo việc truyền nhận, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh để triển khai các bước sẵn sàng các điều kiện để các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh có thể áp dụng hóa đơn điện tử trong thời gian sớm nhất. Thì đối với Viettel ấy thì chúng tôi đã triển khai, thứ nhất là chúng tôi triển khai cái hạ tầng mạng lưới và giải pháp công nghệ thông tin kết nối cho các doanh nghiệp, cho các hộ kinh doanh và đảm bảo cái chất lượng tốt nhất. Thế bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã phân công cho cán bộ công nhân viên của mình các đơn vị trên địa bàn là phải bám sát cái nội dung này và sẵn sàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cho các hộ kinh doanh khi có sự cố xảy ra để làm sao đảm bảo làm sao cái đường truyền là nhanh nhất và những sự cố liên quan đến phần mềm là khắc phục được ngay tránh cái tình trạng là để ở những cái vướng mắc nó xảy ra ảnh hưởng đến trong quá trình là giao dịch cái việc thứ hai thì chúng tôi cũng đã làm việc với lại cục thuế, chúng tôi sẽ lập cái kế hoạch để mà tập huấn tập trung cho các doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh Là một doanh nghiệp cung cấp cái dịch vụ hóa đơn điện tử và chữ ký số trên địa bàn thì chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng với cục thuế các tri cục thuế của tỉnh Điện Biên uh, triển khai sớm nhất và hỗ trợ nhanh nhất, tích cực nhất cho các hộ kinh doanh cũng như là các doanh nghiệp để làm sao trong thời gian là sớm nhất nắm bắt được cái phần mềm rồi triển khai cái chữ ký số để uh, nhằm mục đích đến ngày 1 tháng 7 là tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn là sử dụng Hóa đơn điện tử theo đúng cái thông tư 78. Triển khai hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội. Triển khai hóa đơn điện tử cũng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số. Trong đó Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế là những bộ ngành đi tiên phòng với ý nghĩa quan trọng như vậy cục thuế tỉnh điện biên đã và đang đặt nỗ lực quyết tâm cao nhất triển khai khẩn trương quyết liệt các nhiệm vụ nhằm sớm đưa hóa đơn điện tử đi vào cuộc sống trong đó tập trung thực hiện việc tập huấn tuyên truyền triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đến tất cả người nộp thuế trên toàn tỉnh đặc biệt đẩy mạnh công tác phối hợp giữa cục thuế tỉnh và các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 78-2021-TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123-2020-NDCP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, quy định về hóa đơn chứng từ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung liên quan đến quy định về hóa đơn điện tử trong thông tư này. Điều 5 chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 1. Người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử không có mã. Nếu có nhu cầu chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, thì thực hiện thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 123-2020-NDCP. Hai, người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã theo quy định tại khoản 2 điều 91 Luật Quản lý thuế, nếu thuộc trường hợp được xác định rủi ro cao về thuế theo quy định tại Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng rủi ro trong quản lý thuế và được cơ quan thuế thông báo. Về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì phải chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế phát hành thông báo, người nộp thuế phải thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, chuyển từ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 123-2020-NDCP và thực hiện theo thông báo của cơ quan thuế. Sau 12 tháng kể từ thời điểm chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nếu người nộp thuế có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử không có mã, thì người nộp thuế thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123-2020, NDCP. Cơ quan thuế căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý Thuế và quy định tại Thông tư 31-2021-TT-BTC để xem xét quy định. Điều 6 Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác 1. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã đã lập đến cơ quan thuế đối với trường hợp quy định tại điểm a.2 khoản 3 điều 22 nghị định số 123 thực hiện như sau. Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung hóa đơn gửi hóa đơn điện tử cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế chậm nhất là trong cùng ngày gửi cho người mua. 2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm a hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử b hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh c hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh 3. Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ. Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn phát sinh thường xuyên cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa ngân hàng và các bên thứ ba có liên quan, tổ chức thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế và các tổ chức khác, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá 10 ngày của tháng sau tháng phát sinh. 4. Trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán chuyển dữ liệu hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo quy định tại điểm a.1 khoản 3 điều 22 nghị định số 123 Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa hoặc tra cứu dữ liệu, thì người bán sau khi lập hóa đơn điện tử đầy đủ các nội dung trên hóa đơn, gửi người mua, đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định tại điểm A.2, khoản 3, điều 22, nghị định số 123-2020-NDCP. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7, 2022 khuyến khích cơ quan tổ chức cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, áp dụng quy định về hóa đơn chứng từ điện tử. Theo hướng dẫn tại thông tư này và của Nghị định số 123-2020 NDCP trước ngày 1 tháng 7-2022, Hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, riêng trường hợp quy định tại khoản 1 điều 14 nghị định số 123 không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng. Đồng thời, cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử. Thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 1 tháng 7, 2022 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động từ trước ngày 1 tháng 7, năm 2022, hoặc kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Điều 12 xử lý chuyển tiếp 1. Doanh nghiệp tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày thông tư này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày thông tư này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51-2010-NDCP ngày 14 tháng 5 2010 và Nghị định số 04-2014 NDCP ngày 17 tháng 1 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Từ ngày thông tư này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, đối với các địa bàn đã đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử theo quyết định của Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Thuế thì cơ sở kinh doanh trên địa bàn có trách nhiệm chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử quy định tại thông tư này theo lộ trình thông báo của cơ quan thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03 phụ lục 1A ban hành kèm theo nghị định số 123 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế tiếp nhận dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn. 2. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày thông tư này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123 2020 NDCP, Nghị định số 119-2018 NDCP ngày 12 tháng 9 2018, Thông tư số 68-2019-TTBTC và thông tư này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51-2010 ngày 14 tháng 5 2010 và Nghị định số 04-2014 ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 1 điều này. 3. Đối với hóa đơn của cơ quan thuế đã đặt in theo quy định tại Nghị định số 51 2010 ndcp ngày 14 tháng 5 2010 và Nghị định số 04/2014 ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, nếu có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn giống với hướng dẫn tại Thông tư này và nội dung phù hợp với quy định tại Nghị định số 123 thì cơ quan thuế được sử dụng hóa đơn đã đặt in để bán cho các đối tượng được mua hóa đơn từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 123-2020 NDCP. 4. Biên lai like thu phí lệ phí theo mẫu hướng dẫn tại thông tư số 303-2016 TTBTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc in phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và biên lai like thu thuế được in theo quyết định số 30-2016. 2001 quy đề BTC ngày 13 tháng 4 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in phát hành quản lý sử dụng ấn chỉ thuế được tiếp tục sử dụng. Trường hợp sử dụng hết biên lai thuế, biên lai thu phí, lệ phí theo mẫu hướng dẫn tại các văn bản nêu trên thì sử dụng mẫu theo quy định tại Nghị định số 11-2020 NDCP ngày 20 tháng 1-2020 năm của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước. Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng biên lai like điện tử theo định dạng của cơ quan thuế thì tổ chức thực hiện chuyển đổi để áp dụng và thực hiện đăng ký sử dụng. Thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng theo hướng dẫn tại Điều 34, Điều 36, Điều 38, Nghị định số 123-2020-NDCP. 5. Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo thông tư số 37-2010 ngày 18 tháng 3-2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về việc phát hành sử dụng quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính và văn bản sửa đổi bổ sung và quyết định số 102-2008 Ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123 trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37 ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính đến đây chuyên mục chính sách thuế và cuộc sống của đài phát thanh truyền hình điện biên số này cũng xin được dừng tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn